Hôm qua thì mình có nhận một cái tin nhắn của một bạn ở trên kênh của mình về cái việc là bạn ấy đã có một cái sự cải thiện khi mà bạn ấy dùng Minoxidil. Và bạn ấy là nữ, bạn ấy đã dùng Minoxidil được 7 tháng. Thì bạn ấy dùng cái loại của Baileo, loại của Pháp á. Và hôm qua thì bạn ấy cho mình xem cái video của bạn ấy. Bạn ấy quay lại. Và trước đây thì bạn đấy là bạn nữ thì cái phần ngôi của bạn ấy này là rất là rộng luôn mọi người. Thế nhưng mà hôm qua thì bạn ấy đã gửi cho mình cái video hiện tại tóc của bạn ấy là bạn ấy đã lên rất nhiều tóc mọi người ạ. Mình cũng sẽ làm một cái video để có thể chia sẻ với tất cả mọi người là thực tế về việc là sử dụng Minoxidil giúp cho bạn ấy lấy được cái mái tóc đó. Bên cạnh việc mà bạn ấy lấy lại mái tóc ấy bằng Minoxidil thì tất nhiên là bạn ấy có dùng thêm cả DHT và Locker Good Hair nhé. Bạn là con gái phụ nữ thì bạn ấy đã dùng Minoxidil được 7 tháng rồi và đã cho một cái kết quả rất là kinh ngạc, rất là tích cực mọi người. Nếu như mà các bạn đang có bất kỳ câu hỏi gì mà liên quan đến Minoxidil, liên quan đến DHT Blocker thì cứ comment ở đây, chúng ta cùng chia sẻ với nhau nhá. Ok, các bạn cứ đặt câu hỏi cho mình đi để chúng ta cùng qua cái video để chúng ta trực tiếp để chia sẻ với nhau. Đấy. Đợt này tóc dài rồi, đợt này tóc đang nuôi dài đây mọi người. Đấy. Tóc tơ thôi nhưng mà nói chung là đang nuôi dài và đang rẽ được ngôi đây. Đấy. Bây giờ đang để đầu đang trường.